Xin chào đến quý khán giả. Thì đây chính là đường Hồ Văn Tấn thuộc huyện Củ Chi. Thì giờ chúng ta biết Củ Chi là một cái huyện nằm ở phía tây bắc của Hồ Chí Minh, và nó gồm có một thị trấn và 20 xã. Và em đang có mặt ngay tại xã Tân Phú Trung, ngay đường Hồ Văn Tấn nha. Và hôm nay thì em sẽ dẫn mình đi coi một cái dự án mang tên là VNO Residence. Đây là cái lối đi vào dự án nha. Đường được đổ nhựa rất là đẹp. Và phía trước mặt của chúng ta đó chính là dự án VNO Residence. Ở đây thì một lô người ta phân ra là khoảng từ 92 cho tới 99 mét vuông. Bên cạnh này là người ta làm ruộng lúa nè. Thì ở đây là cái hạ tầng là bên chủ đầu tư là người ta làm điện nước ok hết rồi. Người ta sẽ làm điện nước hết đầy đủ. Đó, phân ra nè. Từ đường Hồ Văn Tấn đi vô một chút xíu thôi. Thì giá ở đây là nó khoảng tầm 1 tỷ 8 cho tới 1 tỷ 9 một nền. 1 tỷ 8 đến 1 tỷ 9. Thì trường hợp mà ví dụ như mình mua thì mình thanh toán đặt cọc xong thì 10 ngày sau là sang tên luôn. Với cái địa chất ở ngay khu vực này thì chúng ta sẽ giảm được cái chi phí xây dựng rất là nhiều. Khoảng 30% chi phí xây dựng. Một dự án với pháp lý rất là đầy đủ. Đường xá. Phía trong thì nó là một cái đường nội bộ bên trong này. Ok, thì nếu mà anh chị quan tâm thì hãy liên hệ ngay với em nha. 0938 868 120. Các anh chị hãy liên hệ ngay số này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.